30, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Thiên Duyên, thôn Bà Bầu, xã Tam Sơn 2, huyện Núi Thành, số tiền thuế tiền phạt còn nợ 46.961.484 đồng. Xuân sang Tết đến, lộc phát ngập tràn, kính chúc muôn nơi ấm êm viên mãn. Muôn vàng tài lộc cùng Tết Honda, triệu lời cảm ơn, quà khủng Tết lớn. Cảm ơn Việt Nam, Honda tri ân khách hàng. Từ nay đến 21 tháng 1 2023, mua xe Honda để có cơ hội trúng 99 giải đặc biệt SH350i, 999 giải nhất Vision. Tặng ngay điện thoại Samsung Galaxy A04s khi mua Winner X. Thẻ điện thoại 600.000 đồng khi mua Quay Alpha Black Vision, trả góp lãi suất thấp chỉ từ 0,79% một tháng. Triệu lời cảm ơn, quà khủng Tết lớn, hãy đến hết ngay. Xuân sang Tết đến, lộc phát ngập tràn, kính chúc muôn nơi ấm êm viên mãn. Muôn vàng tài lộc cùng Tết Honda, triệu lời cảm ơn, quà khủng Tết lớn. Cảm ơn Việt Nam, Honda tri ân khách hàng. Từ nay đến 21 tháng 1 2023, mua xe Honda để có cơ hội trúng 99 giải đặc biệt SH350i, 999 giải nhất Vision. Tặng ngay điện thoại Samsung Galaxy A04s khi mua Winner X. Thẻ điện thoại 600.000 đồng khi mua Quay Alpha Black Vision, trả góp lãi suất thấp chỉ từ 0,79% một tháng. Triệu lời cảm ơn, quà khủng Tết lớn, hãy đến hết ngay. Phong xăm thẩm mỹ Anh Thảo xin kính chào quý khách. Địa chỉ tại đường số 3, đường Phan Bá Tiếu, khối 3, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Tự hào là điểm đến làm đẹp uy tín hàng đầu tại khu vực. Anh Thảo luôn được khách hàng đánh giá cao với các dịch vụ. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.